Hiểu ý em không? Mình cứ nè, mình từ nhẹ nè nè, vuốt nhẹ nhàng nè, cho người ta thư giãn nè, thấy không? Không có cần thấy mình gồng cổ lên mà lôi cái xương người ta. Đó, ví dụ nè, dạ, ha, mình thấy ha, bây giờ nè, đứng đi cái ngón chân, một lòng để hạ chân, cái chân mình lúc nào thấy cứ tựa vào trong 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 cái ghế nè, để trụ để mình có lực, đúng rồi. Thấy không? Mình không có giữ lúc nào cũng có lòng bàn tay mình quyết định chứ không có lỏng chẩm vậy là tẩy rồi chết lỏng chẩm được, nhưng mà massage là phải, phải ôm trọn cả cái chân người ta. Nhớ là để ý cái đầu ngón nha, biết là dễ hay bị được rồi vậy nè. Nó cũng giật móng gì vậy. Giật chân ha, giật cũng được, không giật cũng được, nhưng mà khách nước ngoài họ ít chút chỉnh, tại cái da chân họ mỏng đau ha. Cái lòng bàn chân thiệt thiệt thiệt, chỗ này là chỗ mỏng nhất đúng không, chỗ này là vừa, chỗ này là dày, thì mỏng thì mình đi lực làm sao, mỏng đi lực hơi nhẹ, đúng rồi nè, bắt đầu muốn 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 lực đẩy nè, chị để ý con người đó đi thế nè, chỉnh nè, thì mình đang đẩy vô thì có phải nó bị trượt vô không, thì cái chân tay này của mình nhiệm vụ gì, giữ lại, đúng rồi. Rồi bắt đầu nè, người nào bắt đầu, cái người em chuẩn bị nhóm nè, chị thấy em thấy đưa cả cái người của em vô, đúng rồi, bắt đầu em đi tới đây nè, em hiểu, em phải hiểu được cái bàn chân của khách là chỗ này là xương nè, chỗ này là mô mô mỡ mô thịt nè, nhưng mà lên tới đây đau cứng xương nhẹ lại thì phải mình phải hiểu ý nè, đi là mạnh nè, lưng 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 lên tới đây nhẹ thả lực ra, giờ vô tới đây mới mạnh nè, thấy không, chứ đừng có dập đau em mướt người ta, chắc là chị làm cũng đau như vậy đấy, quá mình quá sức, mình giống như mình nói thẳng là giống như mình dùng sức trâu á, nhưng mà mình không đúng thì vô trình đau người ta mà mệt mình á, mệt mình. Rồi, chị hiểu rồi, lên đó rồi lên kia nhẹ xuống à, cái mu quay à, lên cái gót ấn mạnh lại một tí xíu à, thấy không, lướt thôi, chỗ có xương là cứng xương là mình, thấy không, rồi bắt đầu vô tới đây cũng vậy luôn, đầu trứng tới phần này là phần ấy rồi nè, nó lại em đi cái thằng giữa hay là thằng giữa thả nhẹ cho hết, nhưng mà đi tới thằng ngoài đây nè, đi rất là mạnh, là chị để ý nè, cái cánh tay này của em nè, cái cánh cái khuỷu chỗ này nè, em kẹp vào bên hông sườn nè, để em chịu, có thế hết nó mới chịu được nổi chứ, bây giờ mình nè, ví dụ em quỳnh nè, quỳnh thì được á, nhưng mà bản thân em nằm mỏi em đau em, lát nó về là người em rã rồi, em phải kiềm nè, okay. Em không có rung nữa, chị thấy rồi. Chị thấy cái nách của em kềm sát vào bên đó. Kia mình phải có thế không, mình đi làm giãn những cái cơ chân, cái ngón chân mình ra, nghe được không? Nghe. Em cứ bóp chân chị nè, cái bóp qua cái khăn nó cảm giác khác, cái bóp bóp hơi hơi, tại vì bóp hơi hơi thường sẽ dễ bị tuột, nó có lực, bóp hơi hơi nè, bóp có cái khăn á, ví dụ như tùy theo cái độ khăn nó dày vậy, thì mình làm một lớp thôi, còn khăn nó mỏng mình mới quấn hai, chứ không phải bắt buộc là phải quấn. Nghe nó khác liền, nó chặt, nó không bị ruột, thì có cái khăn nó bám với cái da lại. Không, rồi mình mấy cái ngón nè, dựng cái chân ra nè, không kêu thì thôi chứ không có ráng ha. Đẹp phê rồi mình bóp đó, rồi thôi hết bài.
xong mình lại đi những cái động tác kia.